mùa mới sắp đến nên mình xin phép cống hiến một game U God Vệ Binh Địch Tú hack tiền hack đồ cho các bạn mãn con nhãn nhé. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Đặc sản cuối mùa bao giờ cũng là những game đấu giải trí vui vẻ, chứ leo rank leo được gì giờ này nữa. Tại vì là leo mãi đếch lên được nên là mình bỏ mẹ rồi. Video hôm nay cũng không ngoại lệ, xin mời các bạn thưởng thức một game đấu U God 8 Vệ Binh Địch Tú mất não nhưng mà cống hiến tuyệt đối của mình nhé. Và game đây, mình khởi đầu cơ bản với một giáp lưới, một nước mắt, một cung và bắt về những cái tướng có liên quan đến nhau. Lượt cho lõi đầu tiên là ba cái lõi vàng khá là ép bài. Đấu sư thì không ngon ở thời điểm đầu, với cả không ngon với form bài mình đang có nữa. Loại biệt đội thì ngon đấy, nhưng mà giờ mình mới có mỗi Lucian trên sân, trong khi đấy thì có sẵn hai ma pháp sư rồi, thêm Annie rơi ra từ lõi nữa là level 4, ít nhất mình cũng có 4 ma pháp sư. Thế nhá, chốt luôn ma pháp sư chứ rôn lõi đầu thì ăn mặn quá, tí lại khát nước. Up 4 cho Morgana cầm ấn với giao điện luôn, không sợ phí đồ đâu các bạn ạ, bởi vì là mình có thể hướng tới bài ngưu binh ma pháp sư TF xòe bài chiu chiu vẫn còn đang rất là hot ở cuối meta này mà. Lúc đấy hay đấy. Nhà đầu tiên mình gặp là nhà có trái tim siêu nhân nhưng mà mới được có 3 chết. Chắc là định chơi Lulu tình nhân đấy. Sai thế đếch nào được có ba thiên ông thì kia cơ mà. Nhưng mà đấy là chuyện của sau này, khi mà bạn có Lulu dắt vàng này kia rồi, chứ giờ thì ăn đấm nguyên nhà thôi. Round trước mình bắt nạt ông kia xong cái round này mình bị đấm vỡ mồm luôn. 4 chết mà 3 con 2 sao má ơi. May là mình lia được 2 chết chứ không là nguyên nhà rồi. Lại Lulu siêu nhân, đúng là bãi rác cuối mùa mà. Có cơ hội cái là mấy ông này spam ngay. Ông này có lắp sẵn đồ Lulu để tuyên bố với cái lobby là tao chơi Lulu rồi, đừng có mà giành. Nhưng mà xếp Lulu thế này thì lại vừa đẹp ăn khóa bóng tối của Morgana nhà mình rồi nên là lại thua. Thế là mình bắt đầu chuỗi caro đấy. Đi chợ thì mình bốc luôn Raven 2 tiền cầm nước mắt với cả đai để về ghép luôn cái giáp lửa, quá là lý. Về nhà là mình up 5 cho thêm Fiora bắt được lúc nãy vào, bắt thêm cả Kai'Sa thay vào chỗ Morgana để chắc chắn là tích được 10 tiền nữa. Thế nhưng mà chuỗi caro bàn nãy không có cơ hội kéo dài hơn, vì ngay sau đấy thì mình gặp nhà ba quân cảnh 2 song đấu chưa up 5. Redstone không đủ chống chịu để Ash ở đằng sau được gây đam, thế là mình thắng luôn. Nhà tiếp theo mình gặp ở 2.6 thì có hẳn con Reo 2 cầm dây chuyền rồi, trông cũng ra gì ấy, mỗi tội là đằng sau đam hơi yếu, có mỗi hai con lắc một sao. Ngưu binh nhà mình chống chịu đủ lâu để Kai'Sa giật điện hàng tanh của đối thủ, và sau đấy thì làm yếu hàng sau nữa. Lập Lăng cũng góp sức với ấn ác ý của mình nhanh chóng triệt hạ đối thủ, thế là mình có chiến thắng thứ ba. Giờ thì đập đá xem được cái gì nào. Một Kai'Sa, một Riven với cả một cái BF nữa cũng được anh nhỉ. Nice. Annie tự lên 2 luôn. Thế là mình lắp luôn Soji cho Kai'Sa với cả up 6 cho Midfortern vào để đảm bảo là ngọn lửa Witchix sẽ được thắp lên. Đấy, sai làm sao được, gặp nhà đấu sĩ nâu đam này thì lại thắng thôi. Nhưng mà cũng hơi sót tiền bởi vì là up cấp lẹ quá nên là giờ mình có 10 tiền thôi. Tự nhủ là không sao, chuỗi thắng thì mình kiếm lại mấy đâu. Ui dồi ôi, Riot nghe cái tiếng lòng của mình rồi. Có luôn nhà tài phiệt ở lượt chọn lõi thứ hai này, húp luôn như gì nữa. Mình đang rất cần bù lại cái lượng tiền thiếu hụt trầm trọng này ấy. Mình bắt luôn Alista về thay cho Fiora, đưa lại ấn ma pháp sư cho Kai'Sa để thêm tí đam nữa. Đấy, điều chỉnh lại đội hình để còn kiếm được tí tiền nữa. 2.3 thì mình gặp một cái nhà không biết là chơi cái gì luôn. À, ông này là cái ông đầu trận có ba con 2 sao đấm mình mà. Nhưng mà giờ mình có Annie 2 sao cầm giáp lửa rồi, xin phép là trả cái thù này và lấy cái Witchix năm nhé. Suýt nữa thì mất trích bởi vì tân tiếp theo mình gặp nhà này có Nila 2 cầm huyết kiếm với cả dây chuyền. May là Annie với cả bò nhà mình vẫn gồng credit để chống chịu kịp cho Midfortern ra skill với cả chủ lực kết liễu đi đội hình team bạn. Hú hồn hú vía có thể là mất chuỗi. Ra tới chợ thấy TF cầm gậy mà mình chạy rớt chạy rãi, nhưng mà ông kia nhanh lắm. Thôi thì nhà tạm con Garen cầm giáp vậy. Về đến nhà thì Reo lên 2. Garen cũng thêm con nữa ở cửa hàng, như kiểu là nói với mình phải thay form đi. Đã vậy thì mình up 7 thay form 4 vệ binh tình tú 2 vệ quân luôn. 3.5 thì mình gặp cái ông lấy lõi siêu nhân ban nãy. Ông này định chơi Ezreal à? Cũng form viết ok rồi đấy, nhưng mà chưa roll nên là vẫn toàn một sao. Làm sao mà đỡ nổi cái nhà vừa có đam thì vừa chống chịu đầy đủ như mình á. Thôi lại nguyên nhà. Sau đấy thì mình gặp lại nhà ông Lulu siêu nhân chốt bài rất quyết đoán ngay từ đầu. Mặc dù là đã có gameplay 3 rồi nhưng mà những con tướng carry của đội hình này thì mới 2 sao thôi, không thể đủ chống chịu cũng như là đam thủng vàng sau của mình được. Tại vì là mình cũng có một ít kháng phép từ hai hộ công rồi. Đấy, win ngay. Đà sói ở 3.7 cho mình một cái gậy, một ít tướng, ít tiền và một cái BF nữa. 4.1 thì mình tích lại đủ 70 tiền để lấy lợi tức từ nhà tài phiệt. Sau đấy thì gặp ngay người anh em sinh đôi chơi vệ binh tinh tú cũng Kai'Sa cầm đồ. Combat khá là gay cấn, Kai'Sa hay nhà không ai chịu ai, liên tục tích điện vào đối thủ. Nhưng mà cuối cùng thì mình thắng 2 chết, mất chuỗi làm sao được. 4.2 cũng là ba cái lõi vàng, thế là trận này không có lõi tướng rồi. Tất nhiên là mình lấy Nguyên Tố Luân vì cũng đã hướng đến bài phép mà. Vừa cho lõi xong thì Kai'Sa tự lên 2 luôn. Chần chừ một lúc thì mình quyết định check một lượt lobby và lên 8 thêm Midfortern cầm kiếm súng luôn để giữ chuỗi. Trông thế này yên tâm hơn hẳn ấy. Ông này đã có form ngưu binh ma pháp sư rồi này, mỗi tội là trừ Sona thì nguyên team với 1 sao. Chả trách là Kai'Sa nhà này giật cho không trượt phát nào, quá là dễ để có chuỗi 10 luôn.
ba nhà mình ổn áp vào lờ đấy, tại vì là mình lên tám sớm, lại còn có nhiều tướng 2 sao đang cháy hừng hực 96 máu. Thế mà gặp ông này quân cảnh hẳn ba cái lõi đánh nhau thì chịu rồi. Cặp cai sao ở Midforter nhà mình rất nỗ lực bắn nhưng mà vẫn bị chiến lợi phẩm nhà bạn táng cho ngu cả người, dập mẹ lửa luôn hết cháy. Đi chợ mãi nghĩ xem là sáng mai ăn gì nên là quên lấy đồ, hay là mình được trả cho một cái găng cũng ok không đến nỗi. Úi dồi ôi, Ezio siêu nhân lại còn lên Ezio 3 rồi đây này. Hàng tanh trông hơi mỏng nhưng mà Ezio được cân tim rồi còn đâu. Nãy mình đem ông này hai phát giống như trả thù ấy, chắc là đang hả hê lắm ấy. Lại ông này nữa, gặp lúc hai nhà siêu nhân luôn mà. Ông này cũng carry dắt vàng rồi, còn mình Nguyễn Y Vân lúc nãy gặp nhau nên là bị đấm với cả có thất bại thứ ba là đương nhiên rồi. Nhưng mà không sao, giờ mình có gì ngoài máu đâu, 74 máu cho bạn cấu dần cơ mà. Nhẫn nhịn một tí để còn lên 9 nữa. Gặp Son khổng lồ thì mình được một cái BF, thêm cái găng, một cái cung nữa. Và cuối cùng là hòm đồ on bé bé, mình mở ra lấy luôn cái găng để lắp máy chiếu, diệt cho Midforter này. Găng đạo tặc thì cho Garen phụ tanh, còn máy chiếu thì Annie phải cầm rồi. Sau đấy thì mình gặp bóng của nhà ma pháp sư Ngô Bình rồi. Nhưng mà mình vẫn thua là các bạn biết team mình yếu cỡ nào đấy. TF2 đồ nhưng mà vẫn gây đam đau lắm. Ở trên thì có dàn Ngô Bình với cả Echo chống chịu để kia thì team mình chơi lại làm sao được. Đấy còn có 59 máu rồi đấy. Thấy không ổn lắm vì các nhà khác đều ổn định đội hình rồi, còn mình thì vẫn chưa. Với lại mình cũng được 60/80 kinh nghiệm mà lên 9 rồi. Tiền thì còn hẳn 70 cơ mà. Thế là mình quyết định lên mẹ luôn, còn roll mạnh, không thể để mất máu thêm nữa. Mình cũng up được khá tướng lên 2 sao như là Echo này, bò Garen. Nhưng mà xong vẫn thua. Đấy là roll rồi còn thế, chứ không roll thì không biết là cỡ nào luôn đấy. Hẳn chuỗi 5 rồi, hơi sâu. Mày xong rồi. Thôi thay lại phong 6 vệ binh tinh tú, phiết đồ để ngoài cho Syndra kéo vào cũng được. Nãy roll cạn rồi thì giờ hâu tí tiền đã. May là sau đấy 5.3 mình gặp một ông ngư binh ma pháp sư nhưng mà không roll. Bài toàn 1 sao ạ. Chắc là nhiều nhà cầm TF quá nên là ông này định lên 9 hay sao ấy. Trộm vía là round này mình không bị xin thêm tí tiết nào nữa. Lượt đi chợ này thì mình nhẹ nhàng xin cái giáp máu với cái lò rèn hoàn chỉnh thôi. Về nhà thì roll tiếp để kiếm Ugot nữa. Tại vì là phải có 8 vệ binh tinh tú thì Ugot hách đồ hách tướng cho mình, mình mới thay đổi được cái cục diện bê bết này. Vẽ ra thì bao giờ cũng hay như kênh chat vậy, nhưng mà Ugot thì đếch thấy đâu. Mà lại còn gặp ông TS này nữa. Bài này vẫn mạnh xuyên suốt meta cuối mùa ấy luôn ấy. Đấy là lý do mà mình thua chứ không phải bao biện đâu các bạn ạ. Không tin thì các bạn cứ xem lại video mình chơi TS thì biết. Chả kém ông nào đây luôn. 5.6 rồi, lobby cũng còn có 4 nhà thôi. Và nỗi đau vẫn kéo dài khi mà mình lại gặp một ông TF nữa. Chắc là tối nay ngủ mơ ấy, thần bài ném cho ngu người quá. Ám ảnh thật sự ấy. Rồi lại thua. Rồi luôn đấy, không có con Ugot nào. Chắc là không phải mỗi mình thấy bài này. À đây rồi, Ugot yêu quý của mình. Có thêm cả Nico nữa mới tuyệt vời chứ. Mình cho đủ 8 vệ binh tinh tú vào sân luôn. Những con khác thì đứng ngoài cho Syndra kéo vào. Sojin thì cho Ugot hack đồ này. Đồ đao của Midforter thì nhường lại cho Nico gánh đam. Còn bốc đồ thì Syndra cầm đi. Ugot hack cho mình khá dương đấy. Nhưng mà mình lại bị ông TF mạnh nhất lobby đấm cho còn có 3 máu. Trông thì không ổn lắm. Tại vì sợ là phải ôm đống vàng đống tướng sang game sau mất. Thế là phải roll mạnh rồi. Mình bắt được Janna 2 thay vào chỗ Alista luôn. Vì đây là Janna năng lượng nên là khá là phù hợp với team của mình. Lại còn kích được 4 ma pháp sư cho Nico thêm đam nữa. Roll thêm tí nữa thì có cả Ugot 2 quá đã. 6.2 thì may là mình gặp cái bóng của nhà TF yếu hơn kia rồi. Nhưng mà tại là bài mình cũng có đủ đam rồi nên là thắng rất là dễ dàng. Ugot còn hack cho mình thêm được tí tiền với cả cái bàn tay công lý nữa. Mình cho Zana cầm luôn. Tầm này thì sợ lắm rồi, có gì lắp hết chứ xảy chân cái là đi luôn. Tất nhiên là có nhiều tiền thì cũng dáng mà xài nốt rồi. Mình roll tiếp và bắt được Syndra 2 sao cũng được. Nãy thằng cái bóng thì dễ quá, giờ gặp người thật thì cũng dễ luôn. Cái máy đẻ cho báu này cũng được việc phết, quá trời tiền cho mình luôn. Lượt đi chợ cuối cùng này thì lý trí bảo lấy thông đạo để thêm tanh. Nhưng mà con tim của mình lại sa vào cái huyết kiếm, chả biết để làm gì luôn. Thôi để cho Nila đại đi, chắc là tanh thêm được tí. Mình tiếp tục roll bằng những các vàng mà Ugot hack cho. Và bắt được 7 Ugot, 6 feed đồ, đoạn này cười rách mồm rồi. Vì nghĩ là có video 5 tiền 3 sao khoe với các bạn rồi cơ mà. Quay lại thực tế thì ông kia giờ vẫn đang cháy với 21 máu. Thế nhưng mà cháy đến đây thôi thì mình giờ full 2 sao lại còn rất khó chịu vì không chế đến từ Ugot, Janna với cả feed đồ được kéo vào rồi. Thế là mình đấm cho ông này về với lượng máu bằng mình luôn, cho hiểu cảm giác hấp hối bây giờ của mình là như thế nào. Ugot không những hack cho mình thêm rất là nhiều tiền, lại còn hack cho mình thêm một con feed đồ nữa. Thế là mình có 7 Ugot với cả 6 feed đồ đấy. Chiến thắng trong tầm tay rồi. Tầm này thì có miếng roll 2 con này lên 3 sao chứ gì nữa. Mình roll điên cuồng luôn. Có Ugot từ 8 đây rồi, không từ bỏ. Bán hết các tướng trên bàn đi roll tiếp. Feed đồ từ 8 và feed đồ từ 9 nó kìa. What the fuck. Mất rồi trời ơi. Roll trong sự căng thẳng nên là tay nhanh hơn não. Và tất nhiên là mình mất mẹ cái top 1 rồi. Vậy là kết thúc rồi đúng không. Vậy là tất cả đổ xuống sông.
Thế nhưng mà mình tin là mình vẫn top 1 trong lòng các bạn. Các bạn có phần dưới phần comment cho mình đi ạ. Có đúng là mình top 1 trong lòng các bạn không? Đéo. Mình công hiến thế cơ mà. Vậy là sắp hết mùa 8 rồi đấy. Các bạn tranh thủ giải trí mà chờ mùa mới đi thôi. Cứ đạo trích với cả UGOT mà hack đồ hack tiền cho sướng. Giữ sức còn leo rank mùa mới nữa. Nhớ là like video này với cả ấn theo dõi mình để xem những giáo án mùa mới nhé.